Đây, tôi xin chào tất cả đám cận thủ đam mê cá toàn quốc. Hôm nay tục lên một clip gồm một lô cần lua nha anh em. Thì lô này là lô cần chiên lua, hàng đánh bạo lực, có độ cứng từ M đến H. Rồi, để anh vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước hình tổng, nếu lỗ không clip lên đó, thì xem lại. Rồi, cảm ơn anh em. Cái thứ nhất mời em Thảo. Thì cái thứ nhất em lên cho mọi người một cây hàng của Daiwa. Đó. Một cây Daiwa, còn full tối full hợp luôn. Thì cây này được sách tay về nha nè, cây này khách gửi thanh lý lại. Thì cây này một cây cần chích cutter hàng của Daiwa. Đó. Thì dòng Daiwa này một dòng Daiwa đời cao nha mọi người. Đó. Thì cái này tổng chiều dài của nó là 3m20, nặng là 305g, thu gọn 165cm, 2 khúc, đọt của nó là 2.5 ly. Thì cái này nó tải mồi từ 40-80g. Thì dít của nó là 4-120g. Giá cây số 1 là giá là 3.3 triệu nha nè, 3.3 triệu cộng ship. Thì ngoại hình tổng thể thì nó rất là mới luôn. Đó. Fan là fan ship nha mọi người, fan ship chân ca. Fan Fuji ship. Sứ cực kỳ dày nhé. Đây qua. Bát Pussy đây qua. Thôi carbon nha mọi người. Thì dòng căn này được sản xuất tại China, xuất các chị thường Nhật nhé. Tem đầy đủ nha mọi người. Fan ok hết, buộc chống sắn. Ngoại hình còn rất là sáng luôn. Đó. Thì cây này về anh em đánh bạo lực, câu chầm chim, u minh rất là ok rồi. Đó. Săn lóc bông, đánh giá thiệt. Rồi, giá công khai cây số 1 giá là 3.3 triệu cộng ship nhé. Tiếp theo cây số 2. Thì cây số 2 em lên mọi người một cây Gamakatsu. Đó. Thì cây Gamakatsu này một cây Gamakatsu 3 khúc. Hàng nội địa nha anh em. Dòng Gamakatsu thì quá nổi tiếng rồi. Đó. Thì cây này cây 3 khúc, dài là 3m3 nha anh em, dài 3m3, độ cứng M. Thì nó tải mồi từ 15-35g, tải dây từ 6-14lb. Thì loại này anh em về đánh nháy hơi, đó, đánh mồi giả là chuẩn. Hoặc anh em có thể câu cá chép. Đó. Câu chép dịch vụ thì khỏi chê rồi. Dòng Gama rất là nổi tiếng nha anh em, Gamakatsu. Phôi thì bao chuẩn nha anh em. Đó. Dạng sẵn dạng nhiều lớp luôn rồi. Fan là fan sheet, bộ trong sẵn bát Fuji. Ngoại hình chỉnh chỉ nha anh em. Chỉ có xuất sắc vài điểm nhỏ thôi. Tất cả phần còn lại ok hết. Đây nè, nó xuất sắc li ti chỗ này nè. Rất là nhỏ. Fan ship nha anh em. Đó. Đây ba đây. Fan ship cực kỳ ngầu. Bát Fuji. Thì cái này nặng là 390g, độc là 2 ly, dài 3m3, tải mồi từ 15-30g, tải dây từ 6-14lb. Giá công khai cây số 2, giá là 3 triệu nha mọi người. Đó, 3 triệu cây số 2. Rồi, tiếp theo cây số 3. Thì cây số 3 em lên cho mọi người tiếp theo vẫn là một cây Gamakatsu. Thì cây Gamakatsu này là Gamakatsu 2 khúc nha anh em, 2 khúc dài 2m7. Đó. Bát Fuji Gon. Đó, fan là fan Fuji Gon. Đỏ xích. Nè, rất là đẹp nha mọi người. Fan Gon đỏ xích. Fan đề 3 là 30. Hình thì đẹp xuất sắc đây. Đây. Đây anh em. Đó. Gamakatsu dài 2m7. Thì cái này tải mồi từ 6-10, tải mồi từ 7-35g, tải dây từ 6-14lb. Loại này về cho anh em câu nhái hơi nha anh em, mồi giả. Đó. Bung xích mồi chày. Xích gòn nha mọi người, xích gòn bon chày. Đây. Cực kỳ dày nha mọi người. Đó, vậy cuối luôn.
Thì tổng thể ngoại hình cây này nó rơi đâu đó tầm khoảng 90-92%. Rất là mới, hàng nguyên zin nhé. Bắt gòn, phèn gòn, gòn lỗ xích. Thì nó có định vị nè mọi người, định vị khúc đầu và khúc ở dưới, gắn vào canh đúng cho đó thì nó sẽ thẳng băng luôn. Đây đó, rất là đẹp. Xích gòn, bộ phen này là ăn tiền. Thì cái này nặng là 190 g, tọt là 1.8 ly, dài 2.7 m, tải mồi từ 7 đến 35 g, tải dây từ 6 đến 14 lb, giá công khai cây số 3, giá là 3.5 triệu nha anh em, 3.5 triệu cây số 3. Tiếp theo cây số 4, cây số 4 lên cho mọi người vẫn là một cây hàng của Gamakatsu. Thì dòng Gamakatsu này nó dạng chuyên cho anh em đánh lốc. Cây này dài 3.3 m nha anh em, dài 3.3 m, phen vẫn là phen xích, bát vẫn là bát Fuji, tem vàng, mã có đầy đủ nha anh em. Gamakatsu dài 3.3 m, cứng MH, tải mồi từ 10 đến 60 g, tải dây từ 10 đến 16 lb, dây be từ 10 từ số 1 đến số 3 nha mọi người. Hàng dẫn của nó đây, hàng ship thích nha. Đề 3 là ship bấm nha anh em, đề 3 là ship bấm. Tất cả phen ở trên là phen một chân, bù chống sắn nha anh em, bù chống sắn. Tổng thể ngoại hình thì nó có xuất sắc li ti. Vì nó sơn màu sơn đen nhám nha anh em, nhìn nó gì đó nhưng mà ngoại hình nó còn ok nhá. Cây này về cho anh em công lốc săn hàng, đánh xa bờ, câu gần. Thì cái này nặng là 210 g, đọt là 1.8 ly, dài là 3.3 m. Thì cái này tải mồi từ 10 đến 60 g, tải dây từ 10 đến 16 lb, be từ be số 1 đến be số 3, giá công khai cây số 4, giá là 3.2 triệu nha, 3.2 triệu cộng ship cho một cây gamma. Tiếp theo cây số 5, thì cây số 5 lên cho mọi người một cây hàng well. Dòng well này nội địa nha anh em, well Ocean. Thì cái này dài là 2 m, cái này dài là 3.28 m nha anh em, dài 3.28 m, phen là số bộ phen xít hết nha anh em. Đây nhìn từ xa, phen xít 3 chân xếp pen nhé, phen xít ngõ cỏ xước xác nha anh em, dạng chóc sơn á. Bát vẫn là bát Fuji tam quan, điểm cầm ở trên này rất là đẹp. Cây này về cho anh em luôn gần đánh lốc săn hàng. Đây anh em, nó có xước xác li ti nè, cần xước xác em báo xước xác nha. Phen là phen Fuji xít bù bù xít màu chày, tất cả keo đều ok hết nha mọi người, keo chỉ ok hết. Thì cái này nặng là 330 g, dài là 3.24 m, đọt là 2 ly. Thì cái này tải mồi từ 10 đến 45 g, độ cứng tương đương với tầm khoảng M nha anh em, tầm khoảng M thôi, tải dây từ 8 đến 20 lb, giá công khai cây số 5, giá là 2 triệu nha mọi người, 2 triệu cây số 5. Tiếp theo cây số 6, thì cây số 6 lên cho mọi người là một cây cần banh. Thì cây banh là một cây thương hiệu nội địa nha anh em, đứt đây, đứt xếp bên. Thì cây này độ mới nó rơi đâu đó tầm khoảng 90-92%. Phen là phen biển nha anh em, phen biển, phen xích, phen 3 chân, phen dẫn cũng vậy luôn. Bát là bát Fuji tem vàng, cán là cán mớp. Bàn rất là đẹp nha mọi người. Đây, phen đời 3 đây, nhìn cực kỳ ngầu nhá, nhìn là ưng liền luôn. Bù là bù xít nha nè, bù xít nguyên zin. Căn sơn rất là đẹp luôn, ngoại hình tổng thể rất là đẹp, cây này còn tối luôn.
nó có xuất xác ít ha. Cái này do vận chuyển nè, tổng thể là mới cứng, hàng xếp bên. Thì loại này về cũng chia cho anh em câu lóc thôi, nó câu lóc câu gần đó, tỉnh tỉnh nhai hơi màu giả. Thì cái này nặng là 230 g, đọt là 2 ly 5, dài là 2m88. Thì cái này tải mồi từ 10 đến 35 g. Tải dây từ 10 đến 20 lb, giá con cây số 6, giá là 3,3 triệu nha mọi người, 3,3 triệu cây số 6 đó. Thì anh em có thể tính giá thiệt cũng rất là ok luôn đó. 35 g cũng giá thiệt là ok rồi. Này, phanh xích ba chân. Tiếp theo là cây số 7. Thì cây số 7 em lên cho mọi người là vẫn là một cây hàng của hàng ban. Đây. Ban. Thì cây ban này nó dài một tí nha anh em. Cây ban này dài tới 3m18 nặng. Đó. Vẫn là hàng ban nội địa. Đó. Phen này vẫn là phen ba chân, phen biển. Phen Fuji nha mọi người. Đó. Rất là đẹp. Tổng thể ngoại hình thì nó gấp ít xuất sắc đâu. Đó. Rồi đâu đó tầm khoảng 90, 92, 93%. Phen cực kỳ bự nha anh em. À, bự mà dày nữa. Bô nguyên zin, bô xít. À, phen xít, bô xít. Đây rồi, phen nó cực kỳ ok nhá. Tổng thể ngoại hình đẹp nha mọi người. Đó. Thì những cây ban nè, cái phôi nó cực kỳ chắc luôn. Đó. Em có bán mấy cây về Long An cho anh em câu. Phản hồi rất là ok nhá. Test đọt cho anh em. Nhúng nhúng luôn. Thì cái này nặng là 254 g, đọt là 2 ly 3, dài là 3m18. Thì cái này tải mồi từ 10.5 đến 35 g. Thì anh em tin nhá, thiệt nhá hơi vô tư nhá. Tải dây từ 10 đến 20 lb, giá công khai cái số 7, giá là 3,5 triệu nha anh em, 3,5 triệu cái số 7. Tiếp theo là cây số 8. Thì cây số 8 lên cho mọi người là một cây cần của hãng Smith. Thì Smith này vẫn một hãng nội địa nha anh em. Đó, bắt. Thì mọi người, đó, Smith. Thì cây này độ cứng là độ cứng H, dài là dài 3 m. Thì cây này tải mồi từ 18 đến 60 g, tải dây từ 10 đến 30 lb. Thì phôi của Smith này á, dạng phôi nó không phải là nó cứng đơ mà nó vẫn có độ nảy. Bản của anh Paul Smith rất là cao luôn. Đó. Được chiếc bán cho một anh Long An, phản hồi rất là ok luôn. Đó. Vừa có độ nảy mà vừa có độ cứng của cần nữa. Phen là phen xích nha anh em, đề 3 là 40 nhé. Xích bấm đề 3 40. Đó. Thì hổng gài cũng có mấy anh em săn bộ phen nè. Đó. Đây, soi cho anh em xem. Mọi người, xích bấm đề 3 40. À, Pussy. Thì tổng thể ngoại hình này còn rất là ưa nhìn nha mọi người. Còn khoảng 90 mấy phần trăm. Keo chỉ thì ok hết đây. Quen xít mà chân đen. Bù xít màu chày. Tổng thể ngoại hình đẹp. Đó. Bát là bát Fuji. Keo chỉ ok hết nhìn nè. Thì cái này về anh em chiên cho anh em câu lóc nha, đánh bạo lực. Thì cái này nặng là 320 g, dài 3 m, đọt 2 ly 6, thông số tải mồi và thông số dây em đã đọc rồi. Giá cây số 8, giá là 3 triệu nha mọi người, 3 triệu cây số 8. Thêm lên cho mọi người cây tiếp theo là cây số 9 nha anh em. Thì tất cả phần còn lại đây, phần mai cần mai do grab thì có 3 cây này, 3 cây hàng của mai do grab static dạng phen titan. Thêm lên cho mọi người từ từ nha. Thì tiếp thêm lên cho mọi người một cây số 9, cây mai do grab hotfix. Mọi người. Thì cây này sẽ một cây dài 3 m nha anh em, dài 3 m. Ngoại hình nó có xuất sắc đây. Đó, xuất sắc. Thì cái này nó độ cứng là độ cứng H. Độ cứng này chiên anh em săn hàng nha. Tải mồi từ 40 đến 80 g, tải dây từ 14 đến 30 lb. Thì cái này tải be từ be 1
1.5 đến me 3.5, hãng máy giao rắp. Thì dòng máy giao rắp này đa phần sản xuất tại China hoặc hàng của Việt Nam nha anh em, sản xuất tại Việt Nam đó. Thì cái này em lấy từ thị trường Nhật về. Fan này là fan đời cũ nha anh em, dòng này dòng đời cũ nên nó sổ bộ fan ship nha đó. Đa phần những cây máy giao rắp có ti dòng đời mới á, đa phần nó sổ bộ fan Fuji Akunai thôi, chứ không được sổ bộ fan ship như thế này đâu. Đó, bộ ship trong sẵn. Thì cần thì nó xuất sắc đi ti nè, đó. Xước sơn thôi anh em, xước sơn, fan thì ok hết, không lỗi. Fan chỗ này nó gian thế này là phần keo nha mọi người, do phần keo thôi. Đó, vì keo của thằng may ráp nè, nó đi có 3 lớp nè, rất là dày. Đó, fan là fan Fuji Sit, fan K, cần xước sắc li ti. Đó, anh em nào mà chú trọng chất lượng không thẩm mỹ thì hốt cây này quen, đánh bao lực thì bao ok luôn. Đó, thì cây này dài là 3 mét, đọt 3 ly, nặng là 300, nặng là 294 gram, tải mồi từ 40 đến 80 gram. Thì thông số tải mồi tải mọc này thì cứng, thì chia cho anh em câu săn hàng nha anh em, săn hàng đó, đi gần U Minh Tràm Chim rất là thoải mái. Rồi, giá công khai cây số 9, giá giảm luôn, giá là còn 2.6 triệu nha anh em, 2.6 triệu cây số 9, lỗi của nó là xuất sắc nhiều đó. Tiếp theo là cây số 10, cây số 10 em lên cho mọi người một cây mai dòng rắp, vẫn một dòng Cortex. Thì cây này mới đó, ít xuất sắc, fan ok, fan shit xứ cực kỳ dày luôn nha anh em. Những cây Cortex đời mới bây giờ toàn là dạng xứ Akunai thôi, xứ thường chứ không được xứ ship. Bát Fuji ngoại hình đẹp rồi, cây này ngoại hình đẹp, xước sắc ít, fan ship đề ba bô chống sắn, bô chống sắn Fuji anh em, đẹp nha, bóng lãng luôn, mày ra ráp. Thì cây này dài là 2m18 nha anh em, dài 2m18 đẹp, ngoại hình tổng thể đẹp nha mọi người. Thông số ra đây thì cây này dài 2m18, nó tải mồi từ 40 đến 80 gram, độ cứng vẫn là độ cứng H, tải dây be từ be 1.5 đến 3.5, tải dây từ 14 đến 30 lb đó, mà giật rắp 30 lb là tầm khoảng 15 kg. Thì cái này nó có một fan này đây đó, fan này nó càng keo nó bị rạn nha mọi người đó, nhưng mà còn rất là chắc nha, em đảm bảo với anh em luôn, vì mai rắp nó đi keo 2-3 lớp rồi nha mọi người đó, độ keo rất là dày nên anh em yên tâm. Thì cái này nặng là 326 gram, dài 3m18, đọt 3 ly, giá công khai cây số mực, giá là 3 triệu nha anh em. 3 triệu. Về đánh lốc là vô tư nha mọi người. Đó, test đọt cho anh em luôn. Rất là ngầu nha mọi người. Tiếp theo cây số 11. Thì cây số 11 vẫn là mây một cần mây rắp Corti. Fan vẫn là fan fan K, fan Xích. Ngoại hình tổng thể thì ok. Bát Fuji Mayagrap. Fan ship nhanh nè, bù chống sắn. Đây, tổng thể trên đây anh em, nó bị xước sơn nè, đó. Anh này dọc fan nó cạ vô. Tổng ở dưới đây thì sạch, đẹp, đó, bóng lửng. Thì cây này keo chỉ thì ok hết nha anh em, keo chỉ ngoại hình thì ok hết, chất lượng của mấy cây Mayagrap đời này thì đánh rất là ok luôn đó. Thì cây này dài 3m18, tải mồi từ 20 đến 60 gram, tải dây be từ be 1.5 đến 3,
tải like từ 10, 12 đến 25 LB. Đó. Ngoại hình ok nha mọi người. Sức cắt li ti ít thôi. Thì cái này nặng là 285g, đọt là 3 ly 2, dài 3m18. Giá công khai cây số 11, giá vẫn là 3 triệu nha anh em. 3 triệu cây số 11. Đánh lóc vô tư nhé. Tiếp theo cây số 12. Thì cây 12 em lên cho mọi người là một cây cần Majorap. Phen này phen ca. Thì cây Majorap này, một cây Majorap KL Erebusin. Cây này dài là 2m88 nha anh em. Dài 2m88. Phen coi là phôi sóng ít nha mọi người. Phôi sóng ít. Phen là phen xít, phen Fuji. Bát là bát Fuji Majorap. Nè mọi người. Bù bù chống sắn. Nè mọi người. Sẵn là khỏi lo nha. Thì cái này về chia cho anh em câu lóc nha mọi người. Câu lóc. Sẵn hàng. Câu gần. Thì cái này dài là 2m88, tải mồi từ 20 đến 60g, tải dây be từ be số 1 đến be 3, số 3, tải lai từ 12 đến 25 lb. Ngoại hình thì có xuất sắc li ti. Đó. Không phải là mới cứng mà người, xuất sắc li ti. Thì cái này nặng là 285g, đọt là 2 ly 3, dài là 2m88. Giá công khai cái số 12, giá là 3 triệu 2 nha anh em. 3 triệu 2 số 12. Tiếp theo cây số 13. Thì cây số 13 vẫn là một cây Airbusin Majorap. Đây. Đó. Thì cây này một dòng BE nha anh em, hàng BE. Cây này chuyên cho anh em đánh dây BE. Đây, đó. Nó dài 3m. Tải mồi từ mát của nó là từ 15 đến 40 42g. Độ cứng này độ tương đương với M. Tải dây từ 0.8 đến bè số 2 nha anh em. Đó. Cán là cán gỗ. Phen là phen nòng súng. Đó. Đây, đề ba của nó, đề ba nòng súng đây. Đó. Phen này chia cho anh em bè nhé. Chất liệu liệu carbon. Bát là bát Majorap, bát Fuji. Tổng thể ngoại hình ok nha mọi người. Xuất sắc li ti ít, buồn chống sắn. Thì loại này về cho anh em câu mực, câu lóc, đánh màu giả, câu chép. Đó, dạng này dạng đa năng này. Đó, anh em đánh bè thoải mái nha. Anh em đừng có sợ phiên nó nhỏ mà dây ra không xa, cứ anh em đánh đúng thông số của nó là bài tới đầu luôn. Thì cái này nặng là 190g, đọt là 2 ly, dài 3m. Giá công khai cây số 13, giá là 2 triệu 5 nha anh em. 2 triệu 5 cây mực số 13. Đây, test đọt cho anh em xem. Đó. Tiếp theo là cây số 14. Thì cây số 14 lên cho mọi người là một dòng Satis. Thì dòng Majorap Satis nè, là tất cả phen của nó là phen Titan nha mọi người. Phen Titan. Đây, cứ so sánh một phen Fuji sườn với một phen Titan đây. Mà nó đã khác nhau rồi. Đây. Bên đây nó sẽ màu cõi hơn một tí nha mọi người. Đó. Thì anh em cần thì em sẽ gửi cái link cho anh em. Đó. Link máy ráp của thằng Satis này. Thì cần sao thì em nói anh em vậy thôi. Chất liệu carbon sẵn nha anh em, nổi gân. Phen là phen Fuji nòng súng. Đó, phen đề ba, phen dẫn ở trên là phen bóm nha anh em. Carbon sẵn gân guốc nha. Phen nòng súng, bô bô chống sắn. Càng thì nó có xuất sắc li ti nha mọi người. Đó. Tất cả đều ok. Phen xít, phen titan. Thì cái này nặng là 195g, đọt là 1 ly 8, dài 2m7. Thì cái này tải dây be từ e số 1 đến be số 2.
Lua mát của cây này là 50g nha anh em. Đó. Thì lua mát leader của cây này là 30g. Đây. Đó. Lua mát là 50g, leader của nó là mát là 30g. Thì cây này giá công khai là 3 triệu nha anh em. Cây số 14 3 triệu. Thì anh em có thể lua lóc, câu chép, đánh cảm giác rất là ok nha. Tiếp theo là cây số tiếp theo là cây số 15. Thì cây số 15 vẫn là một cây Satic fan titan, fan đề 3 nòng súng. Đây, ở đây. Fan xít nha mọi người. Đề 3 nòng súng fan xít. Bộ chống sắn. Chất liệu vẫn là carbon sắn. Rất là đẹp luôn. Bát là bát Minecraft, bát Fuji. Rất là đẹp nha mọi người. Sẵn thì khỏi lo. Thì dòng Satic này nó dài 3m nha anh em. Cái Satic này dài 3m. Nó tải mát vẫn là 50g, leather mát của nó vẫn là 30g, tải dây vẫn là dây BS từ số 1 đến số 2. Đó. Nặng là 200g, đọt của nó là 2.8 ly, dài 3m. Giá vẫn là 3.2 triệu anh em, cây số 15, 3.2 triệu cộng ship. Test đọt. Theo là ba cây cuối cùng, ba cây Satic cuối cùng, phen bấm. Đó, vàng lên lóc, lên bạo lực. Thì em lên mọi người là cây số 16. Thì cây số 16 em lên mọi người là một cây Satic. Bỏ sắn, sắn nấu quăng nha mọi người. Fan vẫn là fan titan nhá. Fan xít của thằng Satic là fan titan. Bát là bát mài dao rắp nè. Bát Fuji. Sắn găng guốc, hàng nguyên zin nhá. Nó có xích xác đây. Đó. Đây, fan titan. Fan bấm để 330. Bu bu chống sắn, sắn tới ngọn. Hình như bu nó có in chữ. Xem. Không, bu cái này không in chữ, bu hai cây kia mới in chữ. Tổng thể ngoại hình đẹp nha anh em. Tổng thể ngoại hình đẹp. Thì cây này dài 3m, độ cứng là độ cứng M. Đó. Độ cứng mà anh em có thể đánh cảm giác, câu lóc, câu chẽm, câu chép rất là ok nhé. Thì cái này nặng là 205g, đọt dài là dài 3m, đọt 1.8. Thì cái này độ cứng M nên nó tải mồi từ 15 đến 42g, tải dây từ 8 đến 20 lb, tải dây BE từ BE số 1 đến BE 2.5 nha anh em. Đó, phần xít nha mọi người, nhìn nó rất là ngầu nhé. Giá công khai cái số 16 giá là 3 triệu nha mọi người. 3 triệu cái số 16, tất cả fan keo thì nguyên zin nhé. Đó, rất là ok. Đó, test đọt cho anh em luôn. Những cái phôi này rất là nảy luôn. Tiếp theo cây số 17. Thì cây số 17 lên cho mọi người một cây Satic. Thì có một số anh em săn hàng, săn mấy cây này đây. Rất là nhiều anh em săn. Thì cây này một cây Satic, phen là phen bóng, phen titan. Nhìn một phen nó đã khác rồi. Đó. Dạng giống như khói khói nè mọi người. Carbon này, carbon sẵn đây. Sẵn găng guốc. Bát Fuji, Minecraft. Rất là đẹp nha. Sẵn tới ngọn nha mọi người. Bù bù chống sắn. Đây, bù mấy cây này nó có đề chữ đây anh em. Titanium nè. Đó. Dòng Satic Minecraft này thì đánh bao chắc đây. Sẵn gần guốc, bát là bát Fuji. Keo chỉ ok hết, hàng nguyên zin. Cây này độ mới ra đâu đó tầm khoảng 90-93% nha mọi người. Rất là mới luôn. Thì cái này dài của nó là dài 2m88, đọt 2 ly, nặng là 285g.
thì cái nền độ cứng là MH nên nó tải mồi từ max là 60 gram nha anh em, tải dây từ 12 đến 25 lb, tải dây be từ số 1 đến số 3 đó. Giá công khai cái số 17 giá là 3,5 triệu nha mọi người, 3,5 triệu cho cái số 17 cứng MH dài 2m88. Tiếp theo là cây số cuối cùng, cây số 18. Thì cây số 18 cũng là một cây Satic đó, độ cứng H. Đây, phen cũng là phen titan nha mọi người. Thì mấy cây hai cây cuối thì độ mới nó rơi tầm khoảng 90-93% nha, rất là mới luôn. Carbon sẵn ngăn guốc nè. Phen là phen titan nè, buộc chống sắn, buộc titan luôn. Đây, đóng chữ bên đây đây, anh em thấy sẵn là sẵn gần guốc. Thì cái này độ cứng hắc nha anh em, độ cứng chuẩn cho em săn hàng đó. Nặng là nặng 300 gram, độc là 23, dài 2m88, tải mát của nó là 80 gram, tải dây là từ 1.5 BM 3.5, like từ 14 đến 30 lb. Giá công khai số 18 giá là 3,6 triệu nha nè. Đó, 3,6 triệu cộng xếp cây số 18. Cây này mới nha mọi người, độ mới ra tầm khoảng 92-93% nhé. Rồi đó, tổng cộng 18 cái căn em đem cho hôm nay. Nếu em đừng cái nào chốt lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn em.